vinh của em. Xa xa đằng kia là người ta đang nướng đồ ăn ở đó, rồi người ta chuẩn bị bây giờ. Yeah. Đó các bạn thấy không, các nhà xuống chụp vài tấm hình rồi về.
nướng à, người ta nướng BBQ ở đây cả ngày rồi. Giờ là Bây giờ là đi về. 7 giờ mấy tối rồi, 7 giờ 13 tối rồi Tất cả là người ta mọi đi người về. rời khu vực này trước 7 giờ Tại vì trong rưỡi. này là rừng. 7 rưỡi mà. Nên người ta không có cho ở lâu. Bây giờ trước khi trời tối. Đi xuống lại Giờ đi xuống núi, hồi nãy lên núi, bây giờ là xuống núi. học được gia công rồi xuống núi trả thù. Ở đây có cái suối nữa nha mọi người. Bữa nào trên cao nữa, nãy tới đó là chưa có cao lắm, chưa hết đâu. Chỗ ở Bắc Kinh thôi, còn đi bộ lên nữa, đúng không? Bây giờ đi ra đây là đang ra khỏi khu vực ở khu vực núi gì đó, bây giờ đi ra ngoài đường rồi. Rồi bye cả nhà nha, bây giờ là bye bye. Hoàng hôn buông xuống rồi, hẹn gặp lại clip sau sẽ có nhiều cái thú vị